Thầy cho chào bà cô chú chị các bạn. Thì hôm nay thầy lại cầu ngã tư kênh Châm Bầu tiếp tục làm cây cầu. Thì hôm qua thì mấy anh em có hạnh đó vô sắc đàn ngang với cây cầu mình, cái trụ cầu lên cao thêm. Rồi giờ thì mình sẽ đóng dán cái pha để mình đổ bê tông. Thì hạnh mời ông bà cô chú chị các bạn cùng hạnh với anh em hạnh tiếp tục làm cầu. Rồi chào anh Phóng, chào anh Phương. Giờ hai anh đang đóng dán nè. Chào. Đặng hồi mình đổ bê tông. Bây giờ thời tiết ở đây ở quê giờ nắng là giờ này mà mới nắng chói chang hết trơn rồi. Còn Cường thì đang đóng học ở trên bờ rồi mình vận chuyển xuống đây. Mỗi người một công đoạn á, làm cho nhanh. Cái học trụ cầu á, thì hình độ 25 vuông. Đây, về ngang. Cái này sẽ làm ba cái trụ cầu lên cao đây. Rồi sẽ đổ đà bằng xi măng luôn, bê tông. Hôm trước thì Hạnh lại quay cái cầu ở ngã tư kênh Châm Bầu á, lúa bà con chưa xạ, bây giờ xạ nguyên một cánh đồng màu xanh thẫm luôn rồi nè. Cái lại quay cái vài tháng sau thì nó chuyển đổi thành màu vàng là lúa chín á. Quá là chuồng chuồng bay kìa. Em thích đóng dáng này nè, đóng thích đóng dáng này lắm, đóng hỏi vô tay giặt 10 ngày chưa hết nữa. Trời ơi, thay tôi gọi điện thoại luôn. Đóng vừa thôi, họ không có bổ bên kia đóng nha. Đúng vừa thôi. Còn hổng dáng này của mình còn nhiều mà. Mình đóng vậy là an toàn luôn ha. Đóng dáng mà đổ bê tông vô sợ nó sạc á. Ủa người này rồi sao rồi? Lấy cái ghế mới leo lên trên được hả? Đóng thanh ngang. Thanh ngang là đứng lên hả? Chết lột quá trời. Ồ, cái trụ của mình nó cao vậy nè. Chuồng chuồng mái thấp kìa. Mái thấp thì mưa đó. Hôm trước thì Hạnh kêu sắt đủ làm mấy cây trụ cầu rồi nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục kêu đặng mình làm những công đoạn còn lại đó. Thì mình sẽ đổ đà ngang với mình bắt dĩ. Dĩ cầu rồi nè. Giờ mình kêu thêm lần nữa, lần thứ hai. Hạnh kêu từ đợt cái mình làm tới công đoạn nào thì mình sẽ kêu tiếp tục. Mình cho dễ quản lý luôn. Rồi giờ mấy anh em Hạnh sẽ lên sắt nè. 21 năm ạ. Ờ lần 5 cây đi. 10 lần là 50 cây rồi. Ừ. 16 lần là 80. 5 cây là dữ rồi. 5 cây được rồi, yếu ốm yếu. Đi còn nhiều quận mà. Tức gần cái trăm nè. Hết trâu rồi là 100 mấy. 100 mấy. 106 cây. Lần 5 cây là đều phải không? Tưởng còn đạt là 10 cây mới vừa. 20 cây với 10 cây gì? Còn ăn thì ốm quá. Dạ. Hai làm cầu hả? Dạ làm cầu chị. Cho em cái hóa đơn là em gửi tiền cho chị. Cái ống này lên 8 ống đó chị. Cái này mình có cộng chung luôn không? Cộng chung á. Cái này tao gửi thôi, cộng chung nữa. Ờ ba cái to ha. Dạ. Hết trơn luôn là tổng cộng 18.290. 18.290.000. Dạ. Rồi đem đi lấy tiền cái. Trời ơi, con đi ra đây làm gì? Ừ. Cái cưng chưa học báo giáo rồi nè. Rồi đi vô, đi vô.
không ra đây được, chỗ khiên đồ. Phí cho phí. 18.290.000 như 300. Cái cọc này là 100 tờ là 20 triệu. Để em lấy ra 2 triệu đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Này là còn 90 tờ nè chị, đếm nó giùm em là 18 triệu nha. Cầm mấy tờ này. Ừ. Không, sáng mẹ kia thua vậy chị. 18.290.000 tổng cộng cái to này hãy mua sắt với đầy đủ ống rồi luôn. 18.390.000 là em đưa 400 này ha. Cái gì vậy? Ủa, 290. 290 cái gì đó? Ờ, 290 là đưa 400. Dạ, em thay lại ngay. Mười mới đúng hả? 290 lấy 300 đi anh chị. Đưa 400. Đưa 400. Rồi cảm ơn luôn. Cái tòa này kia đưa chở nó như kiểu hả ta? Bây giờ mấy em Hạnh lên sắt xong hết nè. Sắt này là đổ, mình đổ đà nè, đà cầu. Còn sắt này mình làm đổ dĩ. Còn sắt này thì Hạnh làm lan can cầu. Còn mấy cái ống trong kia thì Hạnh sẽ làm cái trụ lan can. Mình đổ vô rồi. Nãy giờ anh Thương với Cường với anh Phấn bây giờ làm xong mấy cái học trụ cầu hết rồi nè. Nắng quá luôn rồi hả? Phải đẹp quá rồi ha. Đây bên em Hạnh đóng xong cái mấy cái học trụ cầu hết trơn rồi nè. Nhưng hồi giấc buổi chiều thì mình sẽ đổ bê tông trụ cầu. Căng mặt nước luôn hả? Chỉ này mình sẽ đổ lên 6 cây trụ cầu. Đổ phần trụ xong rồi mình mới làm cái đà ngang nữa. Nắng quá rồi. Đậu vỏ đây luôn hả? Chạy lên. Rồi giờ tới giờ trưa thì mấy em Hạnh cũng về nhà ăn cơm rồi tiếp tục thì buổi chiều sẽ lên làm đổ bê tông trụ cầu. Giờ Hạnh cũng xin phép ông bà cô chú các bạn Hạnh về. Hẹn gặp lại sau. Xin chào. Giờ tới buổi chiều thì mấy anh em Hạnh quay lại đổ bê tông chưa? Cái trụ cầu nè. Chưa nữa hả? Mình để cái vỏ mình bắt ngang cái con kinh nè. Còn là mình khiêng xuống mình đổ. Lấy cái thang bắt lên không? Còn đây một cây nè. Ngồi trong nắng quá trời nắng này. Giờ không có còn chỗ nào mà người mát hết trơn á. Anh đi cũng thật tế vậy kìa. Này phải có ai nữa nhanh nha. Dắt vài xô đi cho nó nhợ đúng rồi.
mình còn bỏ sát ngang nữa mà. Cái này Hạnh có phụ được này, vì dắt cái xô đó cũng nặng lắm. Anh em của Hạnh vận chuyển từng xô dắt qua bên đó thì mới đổ lên được. Bắt một cây cầu thì nhiều con đoạn quá luôn mà. Này phải có một người xiêm ở dưới vỏ nó giác nó nhanh. Chứ đường xa mà. Đường này đi giá bình thường tới rổ tới chiều tới tối rổ quá. Vậy đó. Đó. Cay mắt quá à, sao mồ hôi của mình nó rớt xuống mắt mà nó cay dữ vậy ta. Đúng. Nguyên một cánh đồng lúa này lên hình thấy đẹp ha. Mình quay phim thấy nó đẹp. Con dờn. Sắp xong rồi, cố lên. Khích lại tinh thần cho anh Phương. Hôm nay thì mấy anh em Hạnh bô đổ bê tông cái trụ cầu lên cao nè. Thì ngày mai thì mấy anh em sẽ gỡ dán ra rồi mình sẽ đổ cây, mình bô sắt cây đàn ngang á, mình đổ bê tông luôn. Giờ Hạnh cũng xin phép ông bà cô chú chị bạn Hạnh về, hẹn gặp lại sau. Xin chào. Có làm cái gì?